Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Đau Nhất với bác sĩ Vũ Thu Giang. Kính thưa quý vị, bác sĩ Vũ Thu Giang tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ về chấn thương chỉnh hình, đã 15 năm qua thực hiện và làm việc trong ngành để chăm sóc bệnh nhân những chứng đau nhức cũng như là chỉnh hình, chấn thương. Và hôm nay thì bác sĩ Giang trở lại với làn sóng 57.3 với một chủ đề có lẽ rằng là chúng tôi nhớ không lầm đó, thì đây là chủ đề lần đầu tiên bác sĩ Giang trình bày chúng ta. Hưng Yên nghĩ rằng là chủ đề này chúng ta cũng dễ gặp lắm, khi mà chúng ta có những chứng đau nhức mà chúng ta không chịu chữa trị thì đôi khi dẫn tới cái tình trạng chúng ta gọi là teo cơ. Và hôm nay bác sĩ Giang sẽ trình bày về chủ đề teo cơ. Trước hết xin chào bác sĩ Giang ạ. Xin chào Hưng Yên, chào khán giả của Đài VOM. Hôm nay mình nói về teo cơ, nhưng mà hy vọng là không ai bị cái này. Không, nhưng mà quý vị ơi, Hưng Yên nghe cái gì thì Hưng Yên cảm thấy chữ hai chữ teo cơ này nó ngại ngại sao á, bởi vì nhìn nghe có vẻ như là vừa nguy hiểm này, vừa xấu này, rồi lại nó nhiều cái yếu tố làm cho hai chữ teo cơ này mà không có ưa. Đúng rồi, thì đó thôi, nhân nói là hy vọng là không ai bị thôi. Nhưng mà không ai bị nhưng hy vọng, nhưng mà cái bệnh nó vẫn cứ phải có thì phải là trình bày phải không ạ? Đúng rồi. Tại vì Giang thấy gần đây Giang gặp nhiều quá. Giang cứ nghĩ là giống như nếu mà mình cứ chữa trị và mình đi đúng theo những cái phương pháp tập thể dục thì thường thì cái người bị đau sẽ không có bị đến cái teo cơ. Tại vì cái teo cơ là một cái nó đã phát triển qua một thời gian rồi, chứ không phải là mới vừa hôm nay ngày mai cơ nó bị teo. Cho nên là nếu mà mình để ý thì mình có thể không đến nỗi bị teo cơ. Cho nên là Giang đem một cái chương trình, thường thì trước khi mà Giang đem một cái chương trình gì cho cái người khán giả của Đài BQN thì Giang cũng phải suy nghĩ dựng rất nhiều. Tại vì cũng muốn cho những cái chương trình của Giang nó có cái hữu ích, nó có giúp đỡ được cho người này người kia, chứ không muốn một cái chương trình mà khán giả đài coi rồi xong thấy không có cần thiết gì hết cả. Mất cái thời gian của đài mà mất thời gian của những người coi đài nữa. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang. Hưng Yên thấy là cái chủ đề gì mà liên quan tới sức khỏe đều quý cả. Thì quý vị, đôi khi cuộc sống của chúng ta cái quý nhất, chúng ta thường nghe nói sức khỏe là vàng. Cuộc sống làm sao mà đừng đau nhức, đừng đau bệnh. Mặc dù chúng ta biết là quy luật của cuộc sống là ai sinh ra lớn lên già rồi đau bệnh rồi cũng sẽ chết, nhưng mà chúng ta cũng đều muốn rằng cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng khỏe mạnh. Đó là niềm mơ ước mà chúng ta biết là sức khỏe là vàng. Cho nên tất cả những chương trình gì bác sĩ Giang nói mà dính dáng tới sức khỏe, dính dáng tới bệnh tật về đau nhức đều quý và chúng ta đều cần phải nghe. Không được thêm chỗ này cũng được thêm chỗ kia, không có phí đâu phải không ạ? Và bây giờ đó thì tôi quay lại vấn đề teo cơ đó, thì có những loại tơ cơ nào có thể bị teo? Rất là nhiều, mà Nhân thấy nhiều á thì cái cơ bắp chân, bắp chân đúng không, gọi là bắp chân, đúng rồi, bắp chân, cái đó không phải là con chuột trên cái tay này. Bắp chân rồi bắp đùi cũng bị, bắp tay, con chuột trên đây cũng có bị, có những người bị đau ở đây, teo ở đây vai, có những người teo ở cơ này, có những teo ở cái bắp ngón tay cái. Cái đó gọi là gò mộc tinh đó. Cho nên là có những người teo ở cái cơ sau lưng, ngay đằng sau lưng. Có những người teo ở cái cơ, giống như nếu mà nhìn á, cái cơ mông á, thì nhìn thấy con mông xẹp mông. Xấu lắm. Cho nên là trời, nói xấu mà cười dữ vậy. Không, bởi vì là bác sĩ Giang nói là một bên mông to, bên mông nhỏ chắc chắn xấu phải không ạ? Dạ vâng. Dạ, cho nên là cái những cái teo cơ thực sự mình có thể nhìn thấy được, người xung quanh mình cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng mà giống như nhiều khi cái mức độ mà nó đang chưa có đến độ chênh lệch nhiều á thì mình không thấy, nhưng mà đến lúc mà chênh lệch quá nhiều á thì mình thấy, thì nó đã là một cái giai đoạn quá là nhiều rồi, giống như quá lâu rồi, thì cái chữa trị nó sẽ lâu, giống như nó lâu hơn để mà
trở lại như cũ. Cho nên Giang vẫn muốn là giống như mình phải để ý cơ thể mình, giống như lâu lâu cũng phải soi gương một tí, không phải là điệu, nhưng mà không, để mình coi cái này là hàng ngày chứ không phải là lâu lâu. Phải soi gương đó quý vị, soi gương chúng ta mới phát hiện được chúng ta bị gì trục trặc nè, đúng rồi, rồi chúng ta mới thấy được chúng ta già đi hay trẻ hơn này, vân vân và vân vân. Vừa vui nhưng mà cũng vừa thật. Chúng ta cũng phải thường quan tâm tới dung mạo để chúng ta mới biết được là cơ thể chúng ta có gì trục trặc. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ Giang một chút đó, khi mà chứng bệnh teo cơ, kính thưa quý vị, thì nó có từ những nguyên nhân gì phải không ạ? Và nó từng bộ phận. Nhưng mà phải nói bác sĩ Giang nói là chúng ta phải chú ý khi mà nó bị nhiều quá, có nghĩa là nặng rồi. Nhưng mà cuộc đời chúng ta không có gì tuyệt đối. Đôi khi hai bên mà bên to bên nhỏ một chút xíu thì quý vị cũng nghĩ là nó bình thường, cứ đừng có lo quá phải không ạ? Nhưng mà khi mà quay lại cái vấn đề mà triệu chứng đó, thì chẳng hạn như là có cái triệu chứng này thì dẫn cái teo cơ kia, hay là chỉ chung một cái nguyên nhân? Có rất là nhiều nguyên nhân teo cơ, cho nên là nhiều người á, thì nghĩ là teo cơ chỉ có một nguyên nhân, cho nên đi đến coi bác sĩ chỉ coi nguyên nhân đó thôi mà không coi những nguyên nhân khác. Cho nên coi bác sĩ nguyên nhân đó, bác sĩ nói là giống như cái bệnh nhân đó bị teo cơ thì nghĩ là do dây thần kinh, thì đi đến bác sĩ về thần kinh coi, thì bác sĩ thần kinh coi thử coi cái bệnh nó như thế nào, thì coi là thấy thần kinh bình thường thì nói là normal, là không có bị gì hết. Thì cái người đó về thì nghĩ là mình không có bị gì hết. Cho nên là lại không có chữa trị gì hết. Cho nên đến khi mà sau này nói tại sao mà bác sĩ nói normal là bình thường, mà tại sao mình về thì chân nó cứ teo từ từ đi. Và có những người thực sự là đi không được luôn, tại vì nó teo cơ là một cái, nó cái cơ nó teo đi, không hẳn là chỉ teo không, mà nó mất luôn cái chức năng của nó. Giống như trên hình là một cái hình mình có thể thấy được hai cái chân, một cái chân rất là tròn trịa đầy đặn, và một cái chân thì không thấy cái cơ đâu cả, thấy có một chút xíu à, nhìn giống như hai chân hai người khác nhau, nhưng mà đó là một người. Thì cái teo đến mức đó là rất nặng rồi. Còn có những người thì chỉ thấy hơi nhỏ hơn một tí xíu. Nhưng mà dường như Hương Yên thấy cái chân teo nó thẳng tưng, thấy đẹp. Thích chứ. Không phải là thích. Nhưng mà chúng ta thấy hình như là xương người mẫu, chân người mẫu cũng thẳng như vậy đó. Không có bắp chân to, phải không ạ? No, thực sự có bắp chứ. Vẫn tròn, phải tròn. Phải tại tròn. Vì cái đó, đó nếu mà được Giang khám, Giang sờ vô nó mềm nhẽo à. Nó không có chắc. Nó thon nhưng mà nó vẫn mà có phải chắc, phải nó có phải cái cơ chắc. Đó đúng rồi. Thì cái trường hợp mà teo cơ thường á, thì mình phải để ý đến trước nhất là mình coi mình có cái bệnh gì không, mình ăn uống nó có thay đổi hay không, tại vì cái teo cơ là một trong những cái mà do ăn uống không đầy đủ chất, nó cũng có làm teo nhưng mà nó teo đều cả cơ thể mình. Có những người bị gãy xương rồi xong rồi bóp bột thường á, để mà một cái xương lành á, là nó khoảng từ 6 đến 8 tuần cái xương nó mới liền lại được. Thì thường bóp bột người ta cũng phải bóp bột đến cái thời gian đó, tại vì nếu mà họ lấy ra sớm quá thì cái xương nó, cái người đó sẽ vận động thì cái chỗ xương nó đang gần lành, nó lại tách ra. Cho nên thường thì người ta phải bóp bột từ 6 đến 8 tuần để mà giống như cái xương nó lành lại. Nếu mà teo vì cái đó thì không có lo phải không ạ? Teo vì cái đó lo chứ. Tại vì nếu mà mình không có làm gì thì nó sẽ cứ như vậy thôi, nó yếu đi. Cho nên là những người mà có bị bó bột vẫn phải khi mà lấy ra khỏi là phải tập càng sớm càng tốt. Nếu mà bó bột đầu gối thì cái chân mình, cái bàn chân vẫn tập được. Vâng. Thì mình vẫn tập cái chân một chút, cái bó bột cái khuỷu tay này thì mình vẫn tập được, cầm nắm mình tập để cho cái cơ này nó đừng teo. Giống như nó có những cái bài tập để cho những người bó bột không có, lúc mà gỡ ra không đến nỗi nào tệ lắm. Cái đó là một trong những trường hợp teo cơ thôi. Rồi còn những trường hợp teo cơ khác nữa là người ta bị những cái chứng bệnh. Chứng bệnh giống như là mới sanh ra có bị, giống như Nghi có nghe mấy người mà bị polio bại liệt. Thì cái đó teo. Cái đó thực sự ra cái đó mình không có chữa trị được, nhưng mà mình cũng có thể mình tập cho nó đỡ hơn thôi. Có những cái bệnh khác nữa giống như mấy cái dây thần kinh đó,
tại có những người họ có di truyền những cái bệnh giống như là cái dây thần kinh tự nhiên đến cái tuổi đó tự nhiên nó bị teo lại. Khi mà dây thần kinh nó teo lại thì nó sẽ không cung cấp được, nó không có truyền đến những cái tín hiệu, những cái dinh dưỡng, những cái gì mà cần thiết cho cái chỗ ở dưới của nó không có truyền đến được, nó không có nối đúng nữa, thì cái cơ nó không có được supply, giống như là cắt đi hết tất cả cái nguồn dinh dưỡng của nó, thì bắt đầu nó teo dần. Cái đó là một cái bệnh rất là phải để ý kỹ, tại vì cái đó thì không phải trong ngành của Giang làm cái đó, nhưng mà nếu mà Giang có thấy được cái bệnh nhân có khả năng cái đó thì mình phải gửi đến những cái bác sĩ, giống như có những cái bác sĩ giống như là về thần kinh, hoặc là cái bác sĩ về rheumatoid arthritis là về những cái bệnh bệnh viêm khớp, những cái bệnh nặng hơn. Thì có rất là nhiều cái bác sĩ, mỗi ngành nó là chuyên về một cái khác nhau. Thì nếu mà mình biết được nó về cái lĩnh vực nào của cái bác sĩ nào thì phải gửi cái người bệnh nhân đi cái bác sĩ đó. Tại vì để mà trong một quá trình kéo dài á thì nó teo dần dần đi á, để mình trở lại như cũ rất là khó. Dạ vâng. Cho nên là cái người bệnh nhân phải để ý đến. Có những người sanh ra thì chân nhỏ chân lớn thì mình không có nói đến cái điều đó, mình không bị tê, mình vẫn vận động bình thường thì mình vẫn có thể tập cho nó bự hơn một chút được, nhưng mà mình không có lo nhiều. Dạ, như cái những người mà tự nhiên khoảng một năm trở lại đây, hoặc là hai tháng trở lại đây, hoặc một tháng trở lại đây, tự nhiên cái chân đó nó sụi rồi, hoặc là nó đi nó không có vững chắc, hoặc là đi cái nó bị giống như nó không có cái đủ cái sức mạnh, hoặc là giống như di chuyển nó cứng hay là cái gì đó, cái đó là mình phải đi bác sĩ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, bác sĩ Giang có đề cập tới cái chuyện mà chúng ta gãy xương băng bột đó thì cũng dẫn tới sự teo cơ. Nhưng mà còn những lý do khác nữa về bệnh lý khác. Đúng chẳng rồi. Hạn dây thần kinh bác sĩ Giang cũng có nói, nhưng còn vấn đề chi tiết hơn, chẳng hạn cái chỗ nào thì do cái gì gây ra, thì xin bác sĩ Giang chia sẻ thêm ạ. Dạ. Có những cái nữa Giang nói, như là mấy người bị stroke cũng sẽ dễ bị teo cơ tại một nửa bên, giống như stroke ở bên trái thì nguyên nửa bên phải của mình là nó sẽ yếu hết, nó không có làm việc được. Thế cái đó, cái những cái người mà bị sốt á, thì phải tập ngay lập tức, giống như vừa bị cái là phải tập liền vật lý trị liệu. Thường Giang thì không có làm, giống như mình không có tập trung vô cái đó, tại vì trong văn phòng Giang không có những cái máy móc để cho những người đó tập. Nhưng mà ở trong nhà thương á, thì sẽ có những cái máy để nó cho người ta tập cái tay, có những cái máy tự động nó để cái tay vô, cái bắt đầu nó kéo cái tay của mình hoặc là cái chân mình. Cho nên là những cái đó thì những người mà bị stroke là coi như là bị tai biến mạch máu não á, thì nên tập càng sớm càng tốt, đừng để cho nó, đừng chờ, không dạ vâng. không có thời gian để chờ đợi mấy cái đó. Rồi có những người giống như già, tuổi già đi, thì tự nhiên cơ thể mình tự nhiên giống như tất cả những cái tín hiệu nó yếu dần thì nó cũng teo, người nó bé tí lại rồi nó teo dần. Thì những người đó tại vì giống như thiếu cái sự hoạt động nữa, cho nên mình phải nên có những cái sự vận động, hoạt động. Có những người giống như bị giống như chích thuốc nhiều quá cũng bị teo. Tại vì khi mà không vận động cũng teo. Dạ vâng. Cái này người ta nói là cái gì những không dùng tới là sẽ mất. You don't use it, you lost it. Dạ, thì vâng. cái cơ nào mà mình tự nhiên mình đau quá, có những cái cơ mình bị cứng, hoặc là cái những cái dây chằng mình bị cứng, nó đau, mình nâng lên nó đau thôi, mình đừng nâng nữa, thì mình cứ làm, mình giống như dùng tay này đi thôi, kệ nó, kệ tay này cứ để yên cho nó, để nó lành, để cho nó dạ hết vâng. đau. Nhưng mà đến chừng mà mình trở lại tay này nó không còn sức nữa và nó không còn vận động được, hoặc là nó bị teo luôn rồi. Dạ vâng. Dạ. Cho nên Giang có đem cái hình vâng. nói về cái sự teo cơ thì mình sẽ coi rõ hơn. Giống như cái đó thì mình có thể cái cơ mà nếu mà mình vận động bình thường á thì thấy nó bự, nó tròn, to, nó tròn. Nhưng mà còn cái người mà không có vận động á thì cái cơ nó giống như nó tự nhiên nó nhỏ lại, nó mất đi cái mass đó, là mất đi cái độ lớn của nó. Yeah. Rồi kế nữa là cái
thường cái teo cơ á, thì gọi là cái atrophy, muscle atrophy là sự teo cơ. À, thì khi mà cái tay mà bình thường á, thì khi mình co lại thì Hương Yên thấy cái hình đầu tiên á, thì là một cái cơ bình thường, thấy nó cơ nó to đúng không? Múi cơ rất là lớn. Dạ, múi cơ to. Và cái sự chuyển động thì mình nhìn thấy nó cũng mạnh rộng hơn, giống như có thể từ dưới đi lên tuốt lên trên. Nhưng mà khi mà một cái cơ mà nó đã teo rồi á, thì nó chỉ có vận động được có một chút xíu à, và nó rất là nhỏ, nó giống như cái cơ bắp thịt nó còn chút xíu à. Cho nên dạ, càng nhỏ thì càng ít vận động, vận động không có nhiều thì càng nhỏ nữa, phải không dạ, ạ? Dạ, thì đó, nên là Giang nói là mấy cái người mà bị đau hoặc bị cái chứng gì bất cứ nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Tại vì tất cả các bệnh mà mình chữa càng sớm thì nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất không bị teo cơ, thứ hai là mau hết đau, không dạ, có chịu đựng đau đớn lâu. Và thứ ba là có những cái bệnh nguy hiểm thì mình có thể kiếm ra nhanh. Tại dạ, vì có rất nhiều cái teo cơ nó có liên quan đến rất là nhiều cái bệnh, giống như mấy cái bệnh mà về thần kinh rất là nhiều. Dạ, đa số là nếu mà dây thần kinh mà nó có một cái vấn đề gì á, thì cái cơ nó sẽ dễ bị teo. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì bác sĩ Giang có nói tới hồi nãy một số các ví dụ về teo cơ, chẳng hạn như bắp chân, bắp đùi hay là bắp tay, chúng ta gọi là con chuột, hay là thậm chí nhiều vị trí khác. Chẳng hạn chúng tôi thấy hình như có một số lúc là cơ hàm cũng bị teo, phải không ạ? Thì trong tất cả các loại cơ mà có thể dẫn tới sự teo cơ thì cái loại cơ nào mà teo là nguy hiểm nhất, mà khó trị nhất? À, thường cái mà cái cơ mà nguy hiểm mà khó trị nhất là những cái cơ mà nó giống như trong, giống như nếu mà Hương Yên biết là có những cái cơ mà nó điều khiển những cái organ ở trong á. Dạ vâng. Đó tôi gọi là cái cơ đó rất là nguy hiểm, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái bộ phận bên trong. Cái còn bắp chân, bắp đùi thì cũng tương đối là dễ, phải không ạ? Nó cũng nguy hiểm. Có những cái cơ mà giống như hai bên chân mình mà từ từ nó teo dần đi, thì nó có thể có những người á, người ta bị những cái chứng bệnh là giống như liệt luôn á. Dạ vâng. Thì có những người sao tự nhiên đến cái tuổi đó là chân nó yếu dần đi rồi liệt rồi người ta đi cũng sớm, nhưng mà là cái bệnh đó là như Giang nói là cái đó là giống như có những cái dây thần kinh tự động nó đến cái người đó, đến cái tuổi đó bắt đầu cái dây thần kinh nó teo lại. Như vậy và cái hoặc vấn đề là teo nó bị có những cái chứng làm cái dây thần kinh đó nó bị mất đi cái khả năng để truyền tín hiệu. À, cho nên là nó sẽ không có, cái người đó sẽ thực sự có những người thì cho những cái thuốc uống. Có những cái bệnh thực sự bây giờ khoa học vẫn chưa tìm ra là nguyên do ra đâu, nhưng mà có những người bị vô những cái chứng bệnh. Cho nên nếu mà thọ coi mà về khoa học á, thì có những cái bệnh người ta vẫn chưa tìm ra, vẫn đang làm những cái nghiên cứu, research, rồi do những fundraising để kiếm ra những cái bệnh mà tại sao người ta bị như vậy. Mà mắc vô rồi là giống như là không, giống như có những cái giống như nó là như là cancer vậy đó. Mình cũng hơi bị bó tay, là cái đó thì cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà có những cái bệnh thì nó không có là gì hết, thì nhưng mà phải biết được cái bệnh nó là như thế nào thì mới chữa trị được cho nó đúng cách. Dạ vâng. Kính thưa quý vị mà nghe chương trình này đó, quý vị có thể rằng là quý vị sẽ có một số vài quý vị đang bị teo cơ chỗ nào đó. Thứ nhất là chúng ta vẫn bình tĩnh, là vì teo cơ như bác sĩ Giang nói đó, thì có một số những trường hợp vì những cái bệnh lý rất là bình thường, chứ không phải cứ teo cơ là những cái bệnh về thần kinh nghiêm trọng đâu. Cho nên là quý vị phải gặp bác sĩ, và chúng ta cũng đừng có chủ quan. Cho dù chúng ta vẫn khỏe mạnh, nhưng chúng ta thấy một chỗ nào cơ nó teo, có nghĩa là có vấn đề và cơ thể chúng ta đã gặp trục trặc không có bình thường rồi. Dù nguyên nhân gì thì chúng ta cũng phải lo tới những người chuyên môn để mà tham vấn, mà khám cho chúng ta. Và bây giờ thì quay lại vấn đề teo cơ đó, thì Hương Yên mới thấy có một tấm hình mà hiện lên hồi nãy đó, thì có phải là một tấm hình để bác sĩ Giang có giới thiệu thêm gì không ạ? Cái hình này thì là một cái nó có thể gây ra teo cơ luôn, là mà Giang thì Giang gặp nhiều. Dạ tại vâng. Vì có những người bị nó gọi là sciatica là cái dây thần kinh mà Giang nói, vẫn hay nói là cái dây thần kinh to nhất trong cái cơ thể của mình.
là nó to bằng cái ngón cái dây thần kinh tọa. Nếu mà khi mà mình bị cái dây thần kinh đó nó bị chèn ép á, cái hình kế bên thì thấy cái sự chèn ép thì nó sẽ ép lên cái dây thần kinh, và khi mà cái dây thần kinh đó nó bị ép á, thì cái chân mình nó tê hoặc là nó bị mất cảm giác, hoặc là bắt đầu nó từ từ nó không có đủ chất dinh dưỡng, hoạt động nó không bình thường. Đi bằng trên gót chân hoặc đi bằng trên mũi chân nó khó chịu, nó không có bình thường. Có nhiều người giống như Dân làm cái massage cho họ mà họ cũng không có cảm giác gì hết. Họ có đau không, ấn bao nhiêu cũng không có đau, mà đến khi một vài ngày sau thì họ thấy có cảm giác, thì họ nói ồ đau nhưng mà thích, tại vì mừng quá, tại vì có được cái cảm giác. Nhưng mà đó là những cái teo cơ mà do cái dây thần kinh, mà cái đó là cái bệnh mà có thể chữa được. Mà thường thì mấy cái người đó là nguyên cái đùi xuống cái chân, là nhìn nằm xuống là thấy một chân to một chân nhỏ, nhưng mà là do bệnh. Dạ. Do bệnh mà phát triển hơi lâu. Có những người họ bệnh cũng cả 2 năm, có người 3 năm, có người chỉ 2 tháng thôi mà đã teo rồi, có người chỉ có 1 tháng thôi cũng có cái sự teo different rồi. Dạ vâng. Cho nên là cũng tùy theo cái sự mức độ phát triển của cái bệnh, cái người đó họ có hoạt động bình thường hay không, nó sẽ gây đến cái bệnh nó nặng hay nhẹ. Dạ vâng. Và có những cái người thì cái bệnh nó quá nặng, thì có những người họ đi vô là thấy đi cái tướng là giống như là sửa tướng, một chân á, thì bẻ ngang qua, một chân đi thẳng, cứ đi như vậy để họ mới là có thể đi được. Còn không á, họ đi mà thẳng họ không đi được. Dạ vâng. Cho nên là đó là một trong những cái mà nó làm cho cái cơ nó hoạt động không có cân bằng với nhau. Giống như thực sự, giống như Giang nói kỳ trước, Giang nói về cái xương hông của mình nó có rất là nhiều cơ. Thì nếu mà mình xoay cái chiều này á, thì cái cơ này thì làm việc quá nhiều mà cơ kia làm việc quá ít, thì nó cũng gây ra cái sự không cân bằng của cơ bắp. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang. Kính thưa quý vị, thì đây là cũng một điều mà chúng ta chú ý khi mà chúng ta làm cái gì đó, chúng ta cũng phải làm hai bên. Đôi khi chúng ta chỉ thuận tay phải đó, cho nên thường tay phải chân phải nó to hơn một tí. Đó cũng là điều bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cân bằng lại, thì đôi khi chúng ta nhìn tay phải thì lớn quá, tay trái thì nhỏ, chân phải lớn, chân trái nhỏ. Thì chúng ta nên làm theo lời khuyên bác sĩ Giang, chúng ta phải cân bằng để mà chúng ta có thể có một thân hình cân đối, để mà chúng ta sống vui, sống khỏe. Cảm ơn bác sĩ Giang, và chúng tôi dành 30 giây cho bác sĩ Giang cuối ạ. Dạ, Giang cũng xin nói với khán giả là có nhiều khi Giang có một số bệnh nhân coi xong rồi cái đến lúc mà muốn gặp Giang thì nói không biết Giang ở đâu. Cho nên Giang cũng xin nhắc lại là văn phòng của Giang thì nằm ở trong cái khu Kim Sơn, Ba Le, ở dưới của cái đài 900 hoặc là đài HGN. Và cái văn phòng, cái số phone thì rất là dễ nhớ, 281 498 1888. Số 8 hơi nhiều. Thất số 8, số 8 rất kỳ. Cho nên là nếu mà ai mà có cần gì, thì nếu mà bây giờ thì cứ ghi xuống đi, khi nào cần thì có thể gọi Giang được. Tại vì Giang có một cái chị kia đến 2 tuần sau chị mới kiếm ra được Giang. Tại vì chị nói là chị cũng đi làm bận, không có nhớ là cái chương trình Giang nó lúc cái giờ nào, và nhiều khi cũng không biết ở đâu kiếm. Thì trong những cái niên giám cũng có, thì có thể kiếm Giang được càng sớm càng tốt. Tại vì cái bệnh mình nó mà để lâu thì giống như chịu đau đớn hơi bị nhiều. Dạ, cho nên vâng. Hy vọng là ai mà cần đến Giang thì cũng có thể gặp được Giang, và có thể là hy vọng là Giang có thể giúp được cho nhiều người đồng hương của Việt Nam của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ Giang. Và kính thưa quý vị, chúng tôi phải tạm biệt quý vị ở đây, và hẹn quý vị trong chương trình Đau Nhức lần tới.